lum kiếm anh Minh nè. Chủ hơn đi nữa mà nó bận rồi. Ngoài đường nóng giả man luôn. Quay ra ngoài đường cho mọi người coi, má nó nắng bể đầu luôn. Thì thôi đi vô, tao chịu đéo nổi nữa. Ông Minh đâu? Ủa anh ơi, anh Minh đâu anh? Anh Minh á? Mới đi ra ngoài. Ông đâu trời? Anh Minh ơi. Cái gì vậy? Đẩy ra. Đẩy ra hả? Trời, cửa ghê quá. Đang làm gì trong đó vậy? Qua thăm. Qua ăn chực là chủ yếu. Ồ mọi người, cái xe mình thích nè, cái xe mình thích nè. Trời ơi, của tao. Nói cái thứ nè. Anh để chiếc này cho em đi. Thích chiếc này quá à. Bắt chước con Hân rồi á. Gì? Xe nào cũng thích, xe nào cũng thích. Không, thích chiếc này thiệt. Xe thằng em anh nó bu lại rồi. Chạy vòng showroom ha. Chạy vòng trong đây. Bán rồi hả? Nhanh vậy. Em ở phụ yên nó hỏi hôm qua giờ. Anh còn chiếc nào không? Có tiền là có xe à. Ý là xe BR 250 á. Có tiền là có xe à, có. Biết hết chiếc này không? Tại ơi, nó lùn. Mới không? Đẹp quá à. Nhìn chiếc này một phát là tôi biết đây là tình yêu của đời tôi. Qua cho chiếc Ducati chạy nè. Thôi. Công lắm. Bữa giờ anh cũng làm biến chạy nữa. Con này bữa anh lấy ra chạy được mấy bữa. Giờ để cho con này nhìn có vẻ cao quá không? Con 600 nè. Chiếc xe tài tiến của anh này. Thấy rồi. Qua đây. Thôi tôi đang ghiền chiếc này, tôi mới xuống đâu, tôi ăn dạ ở đây luôn. Chừng nào bán cho tôi thì tôi đi xuống. Nhất định không xuống. Bán rồi. Mai nó qua lấy xe á. Tiếc quá. Ủa nay qua chơi có ý đồ gì? Hả? Nay qua đây chơi có ý đồ gì? Qua xu cái xe nè mà anh bán bà nó rồi. Tức á. Con này cao quá à. Mà thử đi. Cao. Thử đi. Thôi dở dọn không tới. Để anh kiếm tiền anh thêm vài chiếc nữa đẹp đẹp về. Dạo này nghèo quá hết tiền rồi. Kiếm cho em chiếc CBR 250 nữa đi. Ducati nè không đẹp. Thôi. Hàng hiếm, Việt Nam chỉ có 3 chiếc thôi. Chiếc này là thực chất xe này là xe của ông anh. Ông cho anh để trưng cho đẹp á. Nhưng mà cũng lười chạy đó. Bán nhiêu? Này không giá trị. Chỉ bây giờ chỉ để lại chân thôi. Không bán hả? Ừ, không bán. Còn ở trên cũng vậy. Có chìa khóa không? Này là một ông anh khác. Ở trên là một ông anh khác. Còn là mấy bô lão mà. Mấy bô lão chơi xe lâu năm đó. Mà ít chạy lắm. Cái gì mà mình nhiều quá mình cũng lười chạy. Ủa nó này nhẹ dữ vậy? Nhẹ hiểu. Nhẹ, nón cay tê mà. Hôm qua em đọc comment trên kênh của anh, mấy bạn kêu anh nên mua cho em cái nón phương tây á. Tại vì mua xe cho giống ai đó. Cho xe rồi giờ đòi nón phương tây. Cái này không, cái này mình phải làm rõ là vấn đề là không phải tôi đòi mà là các bạn xem kênh, các bạn comment bảo là hả để đợi cái nón kia hoài nó không có hợp tại chạy phân khối lớn luôn mọi người. Anh Minh đầu tư với cái nón thôi đi, cái này nhiêu đâu hả? Cho luôn á. Thôi nãy cái nón này đẹp ghê á, đội ra là rất chim boy. Tiếng Anh đọc như tiếng Thái, người ta racing boy, ông racking là cái gì? Thôi đi. Tiếng Anh gớm luôn mọi người, thiệt luôn. Tôi là phi dịch viên cho ổng mà không có trả lương. Ngồi con này thử nè. Con này của thằng em nó gửi. Nó gửi đây bán giùm á. Xe giống mấy ông già ngồi vậy. Này nhiêu ký?
Trời ơi, coi nó lùn rồi má ơi. Chắc tôi chết. Ủa sao nay không qua? Hả? Nó bận á, ngủ á, mà nó bận á, nó không nghe nói đi làm gì ở bên quận 2 mà. Thì đó, mẹ em nghi nó ngủ lắm con nó, mà giờ nãy đi làm gì chắc nó ngủ, con quỷ nó ngủ tới chiều luôn, mọi người có phúc. Ráng bây giờ ráng kiếm tiền anh em, ráng kiếm tiền để về dài con xe đẹp đẹp. Ủa anh thấy cái xe nó nặng anh, vậy? Anh định kiếm lại H2R, H2R. Nặng mà thì nó lùng lùng chứ nó nặng đó. Xe cũng đời sau á. Má! Mệt quá. Con bò này nó ken. Bò. Quá dữ. Đừng có làm sao làm, đừng có để mà mai lên báo cô gái qua showroom ngồi thử xe và làm đổ nguyên dàn xe. Bốc dắt xếp xe xếp hề ngang ngang là domino, đụng một chiếc là ngã một dãy luôn, xô đâm mỏi tiếng luôn. Rồi em mua hết luôn. Trời ơi, nhà không có gì ngoài điều kiện. Ơi 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 anh gắn cái này lên đằng trước đây rồi lỡ đang chạy xe thắng gấp lệnh vô về lủng bụng á. Không được rồi, không được. Con này á, thằng em mới với Nguyên nó nghĩ anh bữa giờ á. Mở máy lạnh đi, showroom gì đâu mà không mở máy lạnh. Nóng quá. Ô chiếc này cũng không cao lắm. Đâu cao lắm đâu. Cái này ngừng sản xuất rồi đúng không? Ừ, ngừng sản xuất rồi, hàng hiếm á. Ủa mà nãy anh nói anh tính kiếm mà chắc 2R hả? Ừ. Cho em thấy gì? Kiếm lại để quay vlog chơi không? Mọi người thấy không? Tôi làm phi dịch viên cho ổng, tôi làm mẫu xe cho ổng mà bây giờ xin cái nón mà ổng không cho. Mấy bạn thấy tôi khổ không? Hồi nào không cho. Thấy không, camera anh em nói là có cho. Ổng cho là cho tao cái nón đó mà tao đòi cái nón này cơ mày. Không, nón nó đội. Vậy bữa cho. Bữa để coi lại mấy nón này size to, kiếm nón size nhỏ. Vậy bữa cho là kiếm chiếc cái nón nào mắc mắt chút. Mất đen ngủ, bữa giờ mất ngủ. Sao vậy? Cho mất ngủ. Thôi được rồi, quay hoài quá. Qua đây lợi dụng quay cô view cái gì. Qua thăm anh thôi mà anh nói đâu, vậy thăm thì... mà phải mua cái gì qua mới thăm chứ. Dạ muốn gì? Hôn cái hả? Trời đúng. Giỡn quá. Cameraman, không bấm cái. Không bấm cái. Kìa kìa. Thôi. Chắc tao chết. Cái team này bị điên hết rồi. Bị đi hết một cặp rồi. Có một quỷ hông ba ghẹo chơi. Ở kiếm xe đẹp đẹp cho nó chạy. Núp gió núp vậy ha. Ui da lủng bụng. Kiếm này núp gió lủng bụng. Rồi đi xuống mắng công ngã mang quà. Thôi qua anh đồ ăn nè, anh biết đây nè. Đó, mọi người thấy không? Mục đích tôi tự qua đây là tại tôi biết ổng hay mua trái cây ăn lắm. Qua là dính nè. Rồi tránh của tôi. Cameraman ở đây ăn em. Nó xạo mọi người, diễn sâu á, nãy nó gọi tôi là nó qua. Ủa, cái mắm ruốc ăn với gì? À, xoài hả? Rồi mọi người. Mắm ruốc với xoài. Thơm. Quay gần coi. Quay gần mà, trời ơi, mắm ruốc xoài. Không cho camera em men ăn. Cameraman nó cầm điện thoại mà miệng nó chảy nước miếng á. Ăn nè. Bút lần em luôn đó. Rồi tắt máy xuống đi ăn đi em. Mày quay hồi là hết đồ ăn. Tao bảo nhanh dữ lắm. Ê. Dạ. Tắt đi. Cho mày nhịn luôn bây giờ. Muốn đi ăn là ăn khùng. Tụi má nó khùng rồi mọi người.